À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực La Mã Attila. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục công cuộc tàn phá thế giới của đế quốc Hunno. Ở tập trước thì mình đã thế nào nhờ mình hòa bình với cái thằng này à? Để mình chiến mà không hiểu sao thằng này lại bị tất cả cái lũ này nó tự dưng nó trở gió nó quay sang nó đánh thằng này. À, mình thấy khi mà bị chúng nó bị bắt nạt như vậy thì mình đã quyết định là Macedon hòa bình với mình được để mình tàn phá lốt cái đám mọi rợ này nó dám tấn công mình được đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiêu diệt thằng Ostrogoth. Thằng này nó đang chiến tranh thằng này, thằng này nó là quân La Mã ly khai ra. Bản thân chúng nó vẫn từng là quân La Mã đấy. Mình không biết được tại sao lại có những cái thằng đấy thân với mình như này trong khi mình có chơi vời gì với nó đâu. Thằng này ba thành à, khu này à, đốt hết rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ di chuyển ở trời thời tiết đang xấu lượt đi còn mà nhờ thời tiết xấu thôi, cứ để thời tiết tốt đã. Mình nghĩ là mình nên xây dựng thêm các công trình mới. À, thiết kỵ rồi. Thanh niên này có thiết kỵ rồi, có kỵ binh rồi. Có nghĩa là nó có thể tuyển được. Đây rồi. Kỵ binh cận chiến. Bọn này sợ chất lắm. Đây này. Có 4 đạo rồi, bây giờ mình mua sốc kỵ nữa. Bọn này mạnh hơn nhiều chứ nhỉ? Fight, make your ancestors proud. Năm thằng là đẹp rồi. Năm thằng là đẹp. Cộng với hai cái xe bắn đá, mỗi một quân đoàn sẽ có hai cái xe bắn đá, như vậy là quân đoàn này sẽ full và nó có thể tấn công được rồi. Mình nghĩ là việc mua thêm cái công xây cái công trình này, lều của người kể chuyện nữa này. Đây. Đúng rồi, ruộng của mình đủ hết rồi. Cái này thì sau mình sẽ chuyển sang cái này thôi là được. Đây. Ôi, quân đoàn này gần mắc hết các công trình rồi. Ready for action. Quân đoàn này cũng vậy. Come, sit, share my fire. Thanh niên này thì chuồng cừu này, đàn bò. Cừu. Vẫn thiếu một cái ruộng nữa. Lên lốt một cái ruộng nữa. Nói chung thì mỗi một đơn vị nó sẽ chỉ có hai loại phương tiện chiến tranh thôi. Đúng rồi, rèn vũ khí. Mình nghĩ là cung thủ thì có thể chuyển từ rồi. Cho thời tiết tốt hơn á. Nói chung là nền kinh tế của chúng ta cho phép chúng ta tuyển thêm quân rồi. Và với việc chúng ta có thể tuyển thêm quân thì có lẽ là sẽ có ít thằng có khả năng chống lại Hung Nô đấy. Khi đó thì một hiệp ước hòa bình với thôi được, hòa bình đi. Mình cũng không muốn chiến tranh nhiều. Chúng ta sẽ rất mất thời gian khi phải chiến tranh với nhiều thằng quá. Chúng ta sẽ tiêu diệt thằng Ostrogoth trước. Những thằng kia thì nó ở rất xa. Nó ở ngoài đảo.
Nếu cần thì mình có thể đánh úp nó sau. Có điều là cuộc chiến lên phương Bắc thì không dễ dàng chút nào. Kinh tế của chúng ta khá mạnh, cho phép chúng ta nuôi được những đạo quân lớn. À, trung thành đang dao động. Nòng trung thành đang dao động. Ready for action. Ready for action. Thirsty for battle. Trời ơi, tướng lên cấp. Ôi, tướng này. Xảo quyệt của nó mắc à? Kinh nhờ. Vua của mình chất đấy. Ready. Vua của mình xảo quyệt mắc à? Mỗi Attila này xảo quyệt hơi thấp. Thôi được rồi, từ từ mình sẽ cộng dần cho nó vậy. Nhưng mà cũng có nhiều cái để cộng lắm. Ủa sao sông này tốn lượt đi thế? Starting out. Finding shelter. Âm lượt này cũng phải chơi. Lượt sau mình sẽ bị âm tiền à? Thằng này di chuyển xa thế nhỉ? On the move, lads. Is that all? Chỗ này là cái sông. Con sông. Come, sit, share my fire. Ăn được, phụ này ăn được rồi. Come, sit, share my fire. Thanh niên này chưa có nhà lính. Cái binh hắn ấy mạnh lắm. For the tribe. Hạ nhẹ. Có điều kiện mình sẽ thay dần. Mà cũng chả quan trọng đâu, bởi vì sau này nó sẽ đắt lên mà. Lính thì khá là đắt, nhưng mà được. Không biết thời tiết sẽ tốt được bao lâu. Phương Bắc này hình như là nó cứ hai lượt hay một lượt thì đó là lại đến mùa đông. Định ám sát Attila. Khi nào các quân đoàn của chúng ta full công nghệ này, thì chúng ta sẽ bắt đầu đẩy tiếp các quân đoàn mới. Full nâng cấp, không xây dựng được thêm gì nữa, chúng ta sẽ đẩy thêm các quân đoàn và cho đủ số lượng cần thiết. Lúc đó thì đạo quân của chúng ta sẽ đông như kiến luôn. Cái 4 quân đoàn này thì bây giờ chả thằng nào dám đánh nhau mình đi. Mình sẽ mua quân khá khá một chút xíu. À, bại à con. Suebi bị tiêu diệt á? Thằng nào tiêu diệt nó nhở? Dù có là thằng nào thì for the tribe. Laying siege to the hovels. Không phải nói nhiều. Sao thằng Ostrogoth này quân của nó giống quân La Mã thế nhỉ? Ready for battle.
move out. Your next command. Mình đang bị âm tiền. Sit, share my fire. Tengri guides my steps. Ready for action. Không sao, chúng ta cứ sống bằng nghề cướp bóc mà. You have more orders. Chúng ta sống bằng nghề cướp bóc mà. Luyện cấp cho các quân đoàn đó. Sao bọn này nó nửa lọ nửa kia, nó vừa có La Mã vừa dợ à? Ba ngàn. Quar be praised. How can I help? Tiếp. May ha bưởi. For the gods. Còn láo với anh nữa không? Còn láo được với anh không? Lưng cái này lên thì nó đấy. Cái này nó cũng tuyển được quân đấy. Kỵ binh giáo dài. Đoàn kết trừ. Ra tiền đấy. Thuế suất trừ. Chạy hoàng gia, cái này đúng là không nên tăng nhiều. God be praised. How can I help? God be praised. How can I help? Really? Nothing more? Yes. Có vẻ là quân địch không còn nhiều. À, đây à? Mình không biết mình cho quân đi đứng xa nhau được không? Sợ. Quân đoàn này vẫn phun mà nhỉ? None will escape. We take this settlement for the tribe. None will escape. For the gods. Come, sit, share my fire. Blood and iron is hitting settlement. Quái, trận này quân nó vẫn còn đầy đủ à? Có cung thủ à? Nơi ta đi qua, cỏ sẽ không bao giờ mọc được. Vâng, đúng, chính là câu nói nổi tiếng của Attila. Đúng là như vậy. Rồi. Mấy thằng dợ. Horse archers! Horse archers! Spread out! Group already! That's already! Warriors group! Warriors group! Battle group awaiting your word! Lancers! Warriors ready! Tại sao cái lũ sốc kỵ này nó lại được cả trang bị cả cung tên đấy nhỉ? Kỳ cục thật. Vừa khuyên vừa cung tên. Tầm bắn của xạ kỵ chúng ta xa hơn đối phương do chúng ta được búp công nghệ và của... À, có Testudo này. Sao bọn này lại có Testudo nhỉ? Chắc là phải phá cái tháp canh này của nó rồi.
Không chịu ra. Nó tuyển đâu ra được mấy thằng Lego mà bắn được dựng đội hình test studio nhé. Đúng rồi này, rồi chúng ta đã bắt đầu bị nó bắn rồi. Cái tháp canh chết bầm nhưng vẫn thể giết bọn cung này trước. Bọn cung này có nó thì mỗi đi. Tên nó bắn cho mấy loạt bọn này chết gần hết rồi cả. Phá tháp canh trước đã. Úi dồi ôi. Bắn khác gì xe bắn đá đâu. Thậm chí còn có phần mạnh hơn cả xe bắn đá. Enemy units have been rallied. Rồi rút ra đi em ơi. Rồi cho cái xe bắn đá nó, à cái tháp canh nó sập đấy. Sập. The enemy tower is no more than wreckage now. Nhớ anh em bảo tại sao không chơi full xạ kỵ. Full xạ kỵ các bạn cũng đánh nổi đâu. Bởi vì là full xạ kỵ các bạn sẽ không thể điều khiển được. Khi chúng ta hết tên thì đội xạ kỵ nó không có nhiều vũ khí của nó kém. Nó không thể sốc được đối phương. Tất nhiên với bọn này thì xạ kỵ nó bắn rồi thì chết. Mất xác luôn. Úi dồi ôi. Rồi. Này, nó đang bắn chúng ta này. Mấy thằng cung thủ vệ, mấy thằng cung thủ vệ. Úi xời. Dìu à? Cái kỹ thuật vừa bắn vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên nó là một cái kỹ thuật. Phải nói là chắc là không, mình cũng không hiểu sao người cổ đại người ta lại làm tốt ấy, người ta có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên được. Bởi vì nó đánh kiểu đấy thì bắn kiểu đấy thì nó rất là khó. Các bạn phải dùng chân điều khiển ngựa. Tay bởi vì hai đôi tay của chúng ta, đôi tay của họ còn phải dùng để bắn cung rồi thì họ đâu có thời gian để điều khiển, thậm chí họ còn phải quay ngược người lại để vừa định vừa. Úi dồi ôi, một loạt tên chết gần hết. Mang khiên mà vẫn không sống được à? Nào, chúng mày còn quân không? Sốc kỵ của anh chưa tham gia trận chiến này. Xong. Thôi vào đây. Cận kỵ và sốc kỵ còn chưa tham gia.
ra nó đứng ở trong thành như thế này thì cận kỳ sốc định của mình cũng không có nhiều tác dụng lắm. Bọn này nó tuyển được cả lính đánh lính quân La Mã à? Dù, chạy ra nơi chắc chết sạch. Úi dồi ôi. Chính xác. Úi dồi ôi. Mưa tên nó bắn cho dụ như sinh. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Vừa cưỡi ngựa và bắn tên. Ấy, quay ngược người trở lại để bắn. Vãi trưởng. Hung nô càng ngày càng khủng khiếp. Vẫn là đội xạ kỵ thôi nhưng nó được áp công nghệ lên nó bắn cũng khác hẳn. Úi giời. Thế trận đã ủng hộ chúng ta à? Đúng rồi. Ngọn roi của Chúa Trời. Mấy cả các bạn nên nhớ rằng các quân đoàn này của mình nó được up rank rất cao rồi. Bắn hết tên đã. Dù chạy à? Let's go. Còn quân không? Ôi giời, hút rồi. Xong. Trong thủ đô nó còn quân à? Trong thủ đô nó còn một đạo quân. Đâu? Đây rồi. Ai giờ?
Úi dồi, bọn ở đằng sau nó hút cho anh này. Úi dồi. Mất tinh thần rồi. Mất tinh thần. Úi dồi. Mày cướp pha đã. Tướng là tướng cấp cao này mà nó bút tinh thần, bút chiến đấu cho quân cao đấy. Bậc thầy giáo binh đấy chứ, phải dạo vừa đấy. Chiến thắng dứt khoát của chúng ta. Có điều lạ là tại sao bọn này nó lại tuyển được mấy thằng lính La Mã nhỉ? Ready for battle. Bấm chạy được à? Lại nhỉ? Bấm chạy được thì tốt. Ready for action. Để tên sau phá. How can I help? Tướng này tướng cấp cao. Quân đoàn của nó, quân đoàn mắc ở nhánh này rồi. Mình sẽ tiếp tục học mà có điều kiện. À, quân đoàn cấp 7 cơ à? Thảo nào. Sẽ cộng vào cái này nữa này. Tăng đạn dược này. Đạn dược. Tăng tốc độ di chuyển nữa. Đấy. Cái này và cái này. Nên cấp 8 mình sẽ cộng vào hai cái này. Thu nhập này thì thực ra nó cũng không quan trọng lắm. Thảo nào nó mạnh thế, quân đoàn này mạnh thế. Thì ra là nó full rank rồi. Với việc chúng ta hòa bình với một số thằng nên khả năng chúng ta bị... mày định chơi anh à? Chơi anh cuối cùng lại bị phản đam à? Nếu chúng ta duy trì, chúng ta có 3 quân đoàn thiên về xạ kỵ binh và 1 quân đoàn bộ binh để đi đánh nhau thì đó là một lợi thế cũng không nhỏ. Chúng ta có thể đánh được khá rộng. Dù sao thì mình cũng muốn có một cuộc chiến ăn cân bằng trên này. Nhưng mà khả năng mình sẽ đốt hết lãnh thổ này chứ, để mà đại thắng thần thánh hơi khó đấy, bởi vì này, có nhiều thằng mình thấy nó bị diệt vong rồi. Đồng nghĩa với việc là mình không thể tiêu diệt được nó nữa. Nên việc tiêu diệt 40 phe phái ở những chiến dịch Tây La Mã mình đã thấy rất là mệt. Mãi mới đủ. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost. Chúng ta chưa bổ nhiệm chức vụ. As well as putting your troops to good use. Sorry. Xin lỗi. Mình ngăn không cho nó bổ nhiệm chức vụ cho nó. Đây. Thảo nào nó không lên được. Đáng con ông cháu cha, đông quá. Trung thành cũng cao mà. Dạ. Nhưng mà mình cần phải Attila phải mạnh. Ôi, vua của chúng ta rất chất luôn. Đại hãn của chúng ta. Cái gì đây? Chúng ta có thể áp cái gì đây? À, khiên giáp. Quân đoàn này full mà, không bị thương đúng không? Cho đi cướp bóc, là chuẩn men. Rồi. Đốt cho anh.
Mình chưa biết là mình sẽ tiếp tục tiến quân theo đâu. Mình đã có 16.000, cũng khá nhiều tiền đấy. Kết thúc một trận chiến mình cũng kiếm được khá tiền. Hay quá, quân đoàn này thì mới lên cấp, chưa luyện được nhiều. Đấy. Mới lên cấp, chưa luyện được nhiều, không cắm được trại nữa rồi. Không sao. Để đấy, Attila. Mà những thành như này thì cũng không cần phải dùng. Thành này nó có quân quá đó. Mình sẽ đốt bớt những cái thành này đi đã. Cắm chạy được. Ready for more orders. Attila có gì rồi, chạy ngựa rồi này. Chuồng cừu, đàn bò, đàn dê. Phải chú ý vấn đề lương thực, nếu không là mình sẽ hết lương thực. Thành này của nó bị mất quân, hình như bị thằng nào cướp và phá trước rồi. Tranh thủ cái thời tiết đang tốt thì mình sẽ đốt phá hết cái khu vực này. Úi dồi ôi, thành cuối cùng của nó luôn. Thirsty for battle. Besieging settlement. Bắt nó làm chư hầu á. Chả có bắt làm cái gì hết. Để rồi nó lại phản loạn này. Cho nó thành quân du mục luôn. For the tribe. Hay quá, Attila lên cấp. Học ở đây nữa để tăng xảo quyệt lên. Thẩm quyền. Nhiệt huyết. Mỗi cái nhánh này, một cái dục dọc chính này thì nó mới tăng được nhiệt. Bây giờ lấy vợ là phải chọn những con nào có xảo quyệt cao nhỉ? Những người đàn bà xảo quyệt. Nghe vẻ vui đấy. Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. Rồi, gả được cái đứa con gái xấu nhất đi rồi. The pleasures of my household are yours to enjoy. Mình sẽ gả bớt mấy đứa con gái cho cái bọn này để thiết lập một cái mối quan hệ ngoại giao. Nãy mình chiến tranh cho nó, bây giờ có mấy thằng mặt xanh xanh mình cơ mà nhỉ? Thằng này nữa. Này rồi này. Hết rồi à? Thằng này. Rồi, nó chiến tranh với Sassanid rồi, thằng nào. Kỷ ấy. What wisdom do you bring? Chỉ đoàn kết. Chúng ta có mấy đứa con gái già già đâu rồi. 29 tuổi gả trước. Rồi. Thằng này nữa. Welcome, worthy friend. Rồi, chúng ta có mấy đứa con gái gả bớt đi rồi. Để thiết lập mối quan hệ ngoại giao với mấy thằng này. Rồi, hay lắm. Nghe có vẻ nó hơi buồn, nhưng mà đúng là con gái sinh ra chỉ có thể đi gả cho anh chồng. Hay quá. Xong. Đây. Du mục lại trở thành du mục. Nó lại trở thành quân du mục rồi. Khu dưới này thằng nào đang vây thành này đấy. Thằng nào không biết. Cứ lên trên này đốt phá trên này cho anh. Heading out. À. Thanh niên này à? Có những thanh niên nào còn một thành nhỉ? Thanh niên này có ba thành. Thanh niên này đang thân mình đúng không? Quá liệt đã. Hùng nô đến thời kỳ sắp ban phát dân chủ rồi.
Mình vẫn bây giờ mình vẫn phải nâng cấp các cái quân đoàn nó lên full hết tất cả các công trình đấy. Thì mình mới có tạo thêm các quân đoàn mới, nếu không thì nghe có vẻ là thêm quân nhưng mà cũng chả được cái gì cả. Thêm một tướng cầm quân là chúng ta thêm một vấn đề phải lo, bởi vì là chúng ta sẽ phải quan tâm đến vấn đề trung thành rồi nuôi ăn, nuôi ở cho các kiểu cho chúng nó. Nó không đơn giản chỉ thuần là các bạn tạo ra một đạo quân thôi nhá. Rồi, mùa đông đã đến. Quý tộc sinh con. Còn sinh con ngoài giá thú rồi. Trung thành cộng 1. Trừ 1 à. Bất mãn. Đảm bảo chức vụ. À ừ, mình không bổ. Mình không bổ nhiệm cho nó vào cái chức. Đây này, thằng thái. Thằng này. Trừ 1 trung thành do bất mãn à. Do mình không bổ nhiệm chức vụ cho nó. For the tribe. Sword of my people. You have more orders? Ready for battle. Chúng ta không có nhiều điểm hành động. Mình chuyển ra đây đã. Cắm trại. Mất khá nhiều quân khi di chuyển vào mùa đông. Thằng này dẹo à? Mình không chắc các quân đoàn này có thể tiến được sang khu vực này hay không. Thằng nào đang đánh nó ở dưới này nhỉ? À, chắc là mình sẽ phải giúp nó một trận. Khá nhiều quân mà tại sao sợ chúng nó thế nhỉ? Người thanh niên này. Make your ancestors proud. Như này thì chưa nâng cấp được nhà lính. Chưa tuyển được Come, sit, share my fire. Còn hai phát nữa mới đến được đây. Tăng vào xảo quyệt. Ồ, tiền nhiều lắm. 5.000 mỗi lượt cơ mà. Chúng ta đứng đóng quân ở hai trại ở hai vùng đất có khác. Đúng rồi. For the tribe. Ôi giời. I am the knife in the dark. Do thám á. Thirsty for battle. For the gods. Chiến binh Uran tuyển chọn. Lương thực của chúng ta cũng khá nhiều đấy. Mình hợp lý khi mình phát triển ruộng trước rồi mới phát triển quân đội sau. Nguồn lương thực của chúng ta dồi dào. Chúng ta mắc các đủ 3 loại ruộng luôn. À, đủ 3 công trình chăn nuôi. À, quên mất Hung Attila, cái quân đoàn của Hung Nô này thì nó không chăn nuôi, không trồng trọt mà nó chỉ chăn nuôi thôi, đàn bò, đàn cừu và đàn dê. Bởi vì là nó đi khắp nơi như vậy thì nó làm sao nó chỉ lùa gia súc đi theo chứ làm sao mà nó trồng trọt được, đúng không? Quên mất mình không nói với các bạn như vậy, nghĩa là các cái đội bộ tộc du mục là họ sẽ chăn nuôi. Và rau thì họ chỉ hái rau rừng thôi chứ họ không trồng. Nói chung là họ uống chủ yếu là uống sữa ngựa, sữa dê,
sữa bò. À, mỗi khi họ di chuyển họ lại lùa đàn gia súc họ đi. War! We will make your homes a wasteland. Thế chiến tranh à? Ok. Thằng này còn chiến tranh với cả Sassanid nữa, hay thật. Thằng Sassanid bây giờ nó chiến tranh với cả thế giới à? Mày định phá nhà anh à? Anh chờ thời tiết tốt hơn một tí anh phá lát cái chỗ nhà của chúng mày ra. Thuyết giáo diệt vong cả. Ai giờ? Quý tộc sinh con, lòng trung thành đang dao động. Cộng 5 ảnh hưởng. Lòng trung thành đang dao động. Thằng nào dám dao động? À, hai cái thằng kia thì không quan trọng. Hai thằng đấy nó... Hai cái thằng đấy thì nó không. Không vào cái binh chủng gì cả. Nó không được cầm quân. Nó có thích giao thì cứ việc giao. Chả vấn đề, gì hết. Có điều là thời tiết xấu quá nhỉ. Có những vùng đất không bị nhưng mà mình cứ phải cướp bóc đấy. Không cướp bóc thì chúng ta nghèo lắm. Rồi những cái thành không có quân bảo vệ này thì chúng ta cứ nhẹ nhàng đốt phá. Ready for battle. On the move, lads. Cảm ơn chạy phát ạ. Ready for more orders. Mất quân nhưng mà vẫn phải đánh thôi. Chờ lượt sau thời tiết tốt hơn chúng ta lại phá. Attila cầm quân trận này à? Đến thời kỳ của chúng ta đi ban phát dân chủ rồi. Ôi, cướp được nhiều tiền thế. Thirsty for battle. Cướp được nhiều tiền thật đấy. Đến lúc chúng ta đi ban phát dân chủ cho thế giới rồi. What do you want? Come, sit, share my fire. Chuồng cừu, à chúng ta đang nâng cấp ruộng lên. Và chúng ta tiếp tục lên được ruộng, lên ruộng cấp 4. Tốt rồi. Rèn vũ khí sát thương. Ừ, thôi được. 19 à. Quánh thằng này đã. Thanh niên này đâu rồi? You are welcome, but that welcome can become a farewell if you waste my time. Rồi. For the gods. Ôi chạy à? Sao mình 2 đánh 1 mà chạy á? Kém thế. Gods be praised, excitement. Ok. 2 đánh 1 mà chạy à? Chả nhẽ mình mạnh đến thế cơ. Nếu đánh đêm thì sao nhỉ? Mạnh được hơn xíu. Thôi. Nó xong rồi. Nó không có cơ sở, nó có lý khi nó bỏ chạy bởi vì là quân của nó không có các cái đơn vị nào để chống được xạ kỵ cả. Và có một đội cung tên củi. Đơn vị cung tên đấy thì mình hiếp nó luôn. Úi dồi ôi, đánh chết đồng bằng thì thôi nó là sở trường của Hung Nô rồi. Đánh chết đồng bằng đồng không bông quạnh như này thì bọn này chết rồi. Ô, chúng ta lại được tăng cả giáp và đam nữa này. Tốt lắm. Dancer, chúng ta có các dancer. Today we seize this opportunity to attack.
Dancer, Dancer, chúng ta có Dark Dancer. Sau này mình sẽ thể cho một quân đoàn nào đó phun bọn cung bọn bộ binh kỵ binh đời cuối của Hung Nô thôi. Tất nhiên không phải tất cả chúng ta vỡ mồm về con Upkeep luôn. Chắc có chỉ để Attila thì chẳng hạn cho nó nổi tiếng hoặc là một vài đơn vị nào đó thôi. Rồi, thằng tướng cứ để đấy. Hunnic Warriors. Keep your distance. Chạy lên luôn đây. Chúng ta lên đồi đánh xuống. Có một cái độ dốc cao phi xuống thì có lợi thế hơn. Đội cung của nó bắt đầu đang hoảng, đội quân của nó bắt đầu đang hoảng loạn. Chưa biết chống đỡ kiểu gì đấy. Rồi vòng nó là sau ăn thằng tướng nó trước à. Đơn giản là thằng cung thủ. Cung nó chạy ra sau à. À, thế thì mày chết. Từ đá cung của nó, chúng ta chưa tiêu diệt được đội cung. Bọn này nó bắn cung à, đúng rồi, bắn rất xa. Bắn xa hơn nhiều bọn này. Bọn này nó bắn tầm ngắn hơn. Thôi xong, tướng đã xong. The enemy is dead. Chưa chết à? Rồi. Đủ để chết đấy. Liếm cho nó phát thế. Úi xuồng. Ai, sao để nó áp sát thế nhỉ? Chỗ này để xã kỵ giải quyết rồi. Không cần phải dùng cái bọn này. Nhớ là chọn hồi quân. Trời ơi. The enemy are ambushing us. Tướng nó còn một thằng mà chưa chết à? Chết lốt phát này. Jeremy is dead này. Ok. Tỉ mũi tên bắn vào mà nó không chết à? Rồi. Thế chứ. Mất tinh thần rồi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Nó thích đuổi, cho nó đuổi. Nó thích đuổi, cho nó đuổi. Tên nó bắn từ đằng sau thì thấm lắm. Có bọn giáo binh này của nó trang bị cả cung tên này. Cứ đuổi đi. Cứ đuổi đi.
Con này nó chỉ cầm ném lao thôi, nó không cầm tên. Rồi, ném lao thì nó chỉ ném lúc là hết. Rồi. Sao nó cứ đuổi theo bọn kia làm gì nhỉ? Bắn tên từ đằng sau này sống làm sao được? Đây, đuổi thì đuổi đi. Bỏ thân đôi xạ kỵ mình cứ phải đuổi theo bọn nó. Úi dồi ôi. Bắn tên từ đằng sau lưng này thì úi dồi ôi. Và tê đằng sau lưng mình chết thấm lắm. Bọn này nó có một đạo quân, có một cái thành ở trên đảo thôi. Mình chưa có điều kiện tiêu diệt cho nó. Dù vừa cái ngựa và bắn cung phong cách rất là robot đấy. Oh. Rồi trò chơi mèo hơn chuột. Chuột vừa chạy vừa bắn. Một đơn vị của chúng ta hết tên rồi. Hết tên cũng rồi. Hết tên cũng chả là sống nổi. Hết tên thì cũng chết rồi. Bắn tên tới tận đây cả. Xa thế nhỉ? Úi giời, xong luôn à? Tội dám láo. Còn một quân đoàn nữa. Chúng ta sẽ chọn phục hồi. Đội xạ kỵ của mình nó diệt gần hết. Nó toàn giáo mình Jackmanic là đội khá mạnh đấy. Thằng này nữa 6%. Nếu mà mình giết nốt thằng này thì còn rất ít kẻ thù của chúng nó luôn. Thanh niên này có đủ tầm đậy chạy tới không nhỉ? Quân này của nó không đông lắm, cho thằng này cặp chạy được. Tỷ lệ thắng cao quá nhỉ? Nó toàn quẩy đá này thì ăn cái gì? Ôi! Tôi thể không thể đánh áo chủ nữa. Nhiều quân vớ vẩn thật. Tỷ lệ thắng cao thế, mình tưởng tôi đánh auto cho nó nhàn. Vẫn mất nhiều quân quá. Mày rút về đây. Gods be praised. Excitement.
What is old? Get moving! Is there nothing else? What do you want? I will tend to our warriors. Mình vừa giúp nó tiêu diệt mấy thằng kẻ thù của nó à. Sang đây, đốt phá khu vực bên này. Có thể... con đoàn này chưa full à? Ờ, chỉ cần tuyển thêm đội kỵ binh nữa thôi đúng không? Kỵ binh cận chiến nữa, và sốc kỵ nữa. Rèn vũ khí này, rồi. Lên vũ khí đời 4 rồi. Cộng 10 thế à? Nó lên bạc thôi, không lên vàng được à? Thirsty for battle! For the tribe! People. Gods be praised. Excitement. Are you sure that's all? Đây có cái thằng du mục gì đây? Nó muốn là thằng gì mình cũng giết. Trên này thì đất của thằng nào trên này? I have things to attend to. Thằng nào anh cũng hiếp hết. Thằng Sassanid bây giờ nó còn bận chiến tranh với rất nhiều thằng. Thanh niên này có 5 thành. Mình có như chưa nhìn thấy Ascum đâu cả. Ascum ở dưới này. Khu này là đất của thằng nào nhỉ? Muốn là thằng nào đốt hết. Tám phe phái rồi. Thời tiết đang không tốt lắm, chúng ta sẽ qua liệt ạ. Chúng nó đâu còn nhiều quân đâu. Hết đất rồi mà, hết quân rồi mà. Với việc mình tăng các quân đoàn của mình lên khá mạnh như thế này thì mình không thấy kẻ thù của mình đâu cả. Có vẻ như là bắt đầu thời kỳ của Attila rồi. Nhưng mà Attila bây giờ vẫn chưa lên ngôi. Vẫn chỉ đang là... Nhưng mà vua của chúng ta cũng rất mạnh đấy. Đại Hãn chứ. Nhầm. Đại Hãn của chúng ta cũng đang rất mạnh. À, tuyển quân để chống đỡ đợt tấn công tiếp theo của anh à? E là hơi khó rồi. Thời tiết đã tốt hơn, thanh niên này. God be praised. How can I help? Thanh niên này làm gì đây? À, thôi được, kệ cho nó chiến. Tăng được cái gì đây? À, dự trữ tên. Chắc thằng này nó sẽ chiếm lại cái thành này. Hình như nó là một cái quân ly khai của bọn này đúng không? Nó là quân ly khai. Dám ám sát Attila. None will escape.
Rồi, mình thấy anh sẽ chiến thành này. Bây giờ chúng ta có cái nền kinh tế khá mạnh, chúng ta có cho phép quân đội chúng ta có thể vừa di chuyển vừa tấn công mà không cần phải quá nhiều mất nhiều thời gian để hồi phục. Mình nghĩ là mình sẽ tiến quân lên đây và đánh sang bên này. Vùng đất bên này khá, chúng ta sẽ tiến quân vào đất Ý. Rồi, chúng ta sẽ cộng vào đây, tăng nhiệt huyết, thẩm quyền. Nhiệt huyết. Phát thẩm quyền lên đã. Rồi. Tướng mắc hơi bị mạnh đấy. Tới này thì chưa. Tới này thì còn phải học hỏi nhiều. Cứ bình tĩnh, chúng ta vừa di chuyển chúng ta phải vừa tìm cách hồi quân nữa. Trước cái trận này mình đánh auto tốn quân quá. Thế là đánh auto những trận kiểu đấy nữa. Công cái thành này đã. Không phải vây. Bây giờ là đúng lúc đã đến thời kỳ Attila đi ban phát dân chủ rồi. Mình thấy cảm giác như kiểu là đến khi Attila bắt đầu được cầm quân thì như Hung Nô nó cũng mạnh hơn thầy phải. Ồ, thành. Cũng được đấy. Có bên nào bị vỡ không à? Pháo đây cho anh. Lã chết bầm cho nó đi. Quân viện viện chúng ta vào từ đâu ấy? Từ phía bên này à? Máy bắn đá và pháo đài. Mọi quân đấy cứ cho đứng im. Cổng thành của địch đã bị phá hủy à? Vẻ hơi yếu ấy. Bắn đây cho anh. The enemy are losing their advantage. Cố gắng đánh sập được cái tháp canh thì tốt, nếu không lại phải cho xạ kỵ bắn. Ôi vỡ mồm chứ con, sập tường. Rồi, chơi chết cái tháp canh cho anh. Sập một tường là quân ta chuẩn bị tiến vào được rồi. Xạ kỵ của chúng ta được boost tầm bắn. Ôi tuyệt, phá pháo chúng ta bắn được đấy. Rồi bắn vào đây. Pháo chúng ta trận này làm việc tuyệt đấy. Chỉ cần phá lớp cái tháp canh này thôi. Nữa thôi là anh coi như cho mày hoàn thành nhiệm vụ. À đây này, nó còn đây có một khẩu pháo tháp canh có đài. Cháy rồi.
Thôi rồi, dừng. This tower has been destroyed. This bodes well. Rồi, xả kỹ lên trước. Bộ binh tiến vào. Attila không còn sợ những bức tường của tường cao hào sâu nữa đâu. Chà, ai dạ. Rồi, đến phát đã bắn ngay. Rồi, bắn đây, bắn cho bộ binh xông lên. Quân của nó còn ở trong thành nhỉ? Xây bắn đá của mình rồi. Bắt canh nó đây à? Di chuyển lên đây cho anh. Tiến dần lên là được rồi. Rồi. Xong. Ta bắn bởi cái gì đấy? À. Khẩu pháo trên này nó bắn được rồi. Chạy ra đây. Chạy ra đây. Mình đang bảo sao mình lại bị tấn công. Rồi bình tĩnh, đứng ra đây để tránh vào lệch góc bắn của nó ra đã. Pháo của chúng ta bắn tới mà. Chết chúng à. Xa quá nên là cái độ chính xác nó cũng giảm. Cố gắng lên bắn đừng xịt nhiều quá. Nói thật là những quả này mình có bắn tự động bắn tay thì cũng không thua được. Tỷ lệ chính xác cũng rất thấp. Khó nhỉ. Nó ở một cái vị trí rất quái quăng. Đặt được cả pháo ở trên tường này. Ôi. Không bắn trúng được. Úi dồi ôi. Cả một vấn đề đấy. Úi dồi. Xa quá, tầm bắn xa quá. Số đạn. Ôi. Cháy à? Bị đạn pháo nó bắn cho thì chết mất nhiều quân lắm ấy. Thôi cứ để cho xe bắn đá mình bắn thôi. Xem có thành công không. À rồi tốt. Hút. Rồi tốt. Hay quá. Xe bắn đá của mình trận này làm việc quá là đẹp luôn. Tiến vào anh em. Không phá cái khẩu pháo đi, nó phơi cho chết đấy. À, bộ binh của chúng ta đứng đây đã. Từ, đứng đây đã. Để xạ kỹ nó giải quyết tốt thằng này. Chủ.
Isso. Úi dồi ôi, tên găm. Tên găm đầy tường. Có được xa kỵ. Đừng bắn. Để tiết kiệm tên. Xả kỹ cái tên tử. Tiến cách tự tử vào hơn. Những quý tộc của phương Đông. Nó vẫn phải cho quân để giữ bên này à? Sẽ bắn đá tiến lên đó. Đây là, có cái những xe bắn đá này rất dở hơi. Phơ mình chết luôn. Cách ở bên này bắn nè, được rồi, chấp nhận đi. Vài tháp canh bắn, không vấn đề gì lắm. Một đội cung thủ ở đây. À, nhanh, xử lý bọn đấy nhanh. Xe bắn đá đâu à? Lã. Nó chết mất mấy thằng. Chiếm luôn cái cổng thành này. Pháo chưa bắn à? Đây rồi. Úi dồi ôi. Ngay bắn vào đây, sâu một tí. Úi dồi ôi. Bắt đầu rồi. Their tower has fallen. Good news. Tháp canh của nó đã bị phá hủy rồi. Dồi ôi. Dồi. Đánh đây, tướng nó này. Xe bắn đá vẫn đang lã đạn pháo ầm ầm. Rồi cung thủ xạ kỵ chúng ta đứng bên này vẫn đang lã tên. Ok kìa. Mấy thằng gì của nó này. Tướng chết rồi. Đâu? Quân của chúng mày đâu? Còn ở đâu? Nát rồi. Chạy ra khỏi thành. Chỗ này có thể leo lên được này. Đá vẫn đang cẩu nhiệt tình. Tốn quân phết nhỉ.
còn có mấy thằng cung thủ để mình lùa mãi chứ được. Không thành. Rồi xong. Một chiến thắng dứt khoát. Chúng ta không cần đến quân tiếp viện. Ai chà, nó có đội giáo binh. Hai ngàn trái chín à. Cướp đã. For the gods. None will escape. Xong. Thanh niên này chiếm cái tỉnh này à? À chiếm đi. Mình do thám xem trên này là đất của mấy thằng nào ấy. Mấy thằng nào. I am done. Quân Lifrai. Mấy thằng này cũng bây giờ cũng đi du mục được à? Chiến binh tinh nhuệ châu Âu, bộ binh hạng nặng à? Ái chà. Thế là bọn Bắc Âu bây giờ nó cũng bỏ nhà đi du mục hết rồi. Được. Đi đâu tàn phá thế giới đến đấy. Thôi rồi quá. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.